Phần 3, chương 18, Pierre. Thưa bà, chú bé của bà lên mấy rồi? Nghe câu hỏi ấy, bà mẹ nhìn chú bé của bà như người ta nhìn cái đồng hồ treo tường để xem giờ. Và bà đáp: Pierre, cháu được 29 tháng, bà ạ. Kể ra thì cũng đáng nói là 2 tuổi rưỡi. Song vì thằng bé Pierre có nhiều trí khôn và làm ngàn sự lạ lùng đối với tuổi của nó, nên bà sợ làm cho các bà mẹ khác kém ghen tị đi một chút nếu phô nó ra với họ nhiều hơn tuổi nó một chút, và như thế thì kém kỳ lạ đi một chút. Còn vì một lý do khác nữa là bà không bao giờ muốn người ta làm cho thằng Pierre của bà già thêm đi dù chỉ là một ngày thôi. À, là vì bà muốn giữ nó cứ bé tí, cứ là hài nhi mãi. Bà cảm thấy rõ ràng càng lớn lên nó càng sẽ ít là con của bà. Bà cảm thấy nó dần dần thoát khỏi bà. Hỡi ôi, chúng chỉ tìm cách dứt mình đi thôi, những đứa bé tệ bạc ấy. Cuộc chia ly đầu tiên bắt đầu từ lúc đẻ ra chúng. Thế là mặc sức mình là mẹ chúng, mình chỉ có một bộ ngực và đôi cánh tay để giữ lại chúng thôi. Tất cả những lời lẽ đó khiến Pierre vừa đúng 29 tháng. Và chăng đó là một cái tuổi đẹp đẽ, và về phần tôi, nó gợi cho tôi nhiều trọng vọng. Tôi có nhiều bạn trạc tuổi đó mà cách đối đãi với tôi rất tốt. Song không chú nào trong các bạn trẻ ấy có nhiều tưởng tượng bằng Pierre. Pierre gom ghép các ý nghĩ một cách hết sức dễ dàng và hơi thất thường. Nó nhớ một số ý nghĩ rất cũ. Nó nhận ra những mặt người xa vắng từ hơn một tháng. Nó phát hiện thấy trong những tranh tô màu người ta cho nó ngàn đặc tính làm cho nó thích thú và băn khoăn. Khi nó lật quyển sách minh họa mà nó ưa thích và chỉ mới xé đi có nửa số trang, mà nó đỏ ửng và trong mắt nó thoáng qua một ánh sáng rực rỡ. Mẹ nó sợ cái nước da ấy và đôi mắt ấy. Bà e ngại một cái đầu bé thế và còn mềm yếu mà làm việc nhiều quá thì sẽ mệt chăng. Bà ngại bệnh sốt, bà ngại mọi cái. Bà sợ gieo họa cho đứa con mà bà lấy làm kiêu hãnh. Bà hầu như mong ước rằng đứa con trai nhỏ của bà mà bà rất hãnh diện giống thằng bé con ông làm bánh mì. Hàng ngày bà thấy nó lê la ở bậc cửa hàng với một bộ mặt to tướng và bèn bẹt, đôi mắt xanh ngơ ngác, cái miệng lần dưới đôi má và một vẻ khỏe mạnh đần độn. Thằng bé đó ít nhất nó không làm cho phải lo sợ, trong khi Pierre cứ mỗi lúc lại thay da thịt. Hai bàn tay nhỏ của nó nóng bỏng và ngủ trong nôi nó cứ trằn trọc suốt. Thầy thuốc cũng chẳng ưa chú bạn nhỏ của chúng ta nhìn tranh ảnh. Ông khuyên cần giữ cho tâm trí của nó yên tĩnh. Ông bảo: ông bà hãy nuôi nó như một con chó con, mà như thế thì khó khăn gì. Nghĩ thế là ông lầm, trái lại như thế là rất khó. Ông bác sĩ không có một ý niệm gì về tâm lý một chú bé 29 tháng. Và lại, ông bác sĩ có chắc rằng tất cả những con chó con đều lớn lên trong sự yên ổn về tư tưởng không? Tôi đã biết một con, tuổi vào khoảng 6 tuần lễ, mơ màng cả đêm, và trong giấc ngủ hết cười lại khóc với một sự mau chóng nặng nề. Nó làm căn buồng tôi tràn ngập biểu thị của những tình cảm hỗn độn nhất. Cái đó là sự yên tĩnh chăng? Không phải. Cho nên con vật nhỏ cũng như Pierre cứ gầy đi. Tuy nhiên nó sống. Cũng thế, Pierre có trong người nó những mầm mống của một cuộc sống dồi dào. Nó không bị bệnh gì trong một bộ phận quan trọng nào của cơ thể. Người ta cứ muốn nhìn nó đỡ gầy và đỡ xanh xao. Paris rất ít thích hợp với chú bé người Paris ấy. Không phải chú không thích sống ở đây. Trái lại, ở đấy chú vui chơi quá độ. Ở đấy, chú bị lôi cuốn bởi quá nhiều hình dáng, màu sắc
và chuyển động. Ở đấy phải cảm thấy và hiểu nhiều thứ quá khiến chú mệt mỏi. Sang tháng 7, mẹ chú đem chú xanh mướt và mảnh khảnh về sống ở một nơi hẻo lánh của Thụy Sĩ. Ở đấy người ta chỉ thấy những cây thông trên các sườn núi, đồng cỏ và những con bò cái ở thung lũng. Một sự nghỉ ngơi như thế trong lòng bà Nhũ Mẫu lớn và yên tĩnh đã kéo dài 3 tháng. 3 tháng đầy những hình ảnh tươi vui. Và trong 3 tháng ấy, chú bé đã ăn nhiều bánh mì hầm. Trong những ngày đầu tháng 10, tôi đã thấy trở về Paris một chú bé Pierre mới, như được tái sinh. Một chú bé Pierre sạm nâu, chuốt vàng, dạn dày, má phính, tay đen, cười nói oang oang. Anh xem, thằng bé Pierre của tôi, nó khiếp quá. Bà mẹ vui vẻ nói, da rẻ nó trông như của một con búp bê 29 xu. Nhưng rồi, da rẻ ấy không giữ được mãi. Thằng bé trở lại xanh xao, khó tính, dễ cảm, với một cái gì như quá hiếm hoi và quá tinh tế. Paris lấy lại tác động của nó. Tôi muốn nói, cái Paris tinh thần, nó không ở đâu hết và nó ở khắp chốn. Cái Paris khêu gợi cảm hứng và trí tuệ, làm sao động lòng ta, rèn luyện trí ta, ngay cả khi ta còn nhỏ xíu. Và thế là Pierre lại tái đi và đỏ mặt lên trên các tranh ảnh. Vào cuối tháng chạp, tôi lại thấy tính khí nó thay đổi thất thường, với đôi mắt mở to và đôi bàn tay nhỏ khô đét. Nó ngủ kém và biếng ăn. Thầy thuốc bảo, nó chẳng sao cả, bà cứ bắt nó ăn đi. Nhưng làm thế nào? Bà mẹ tội nghiệp đã tìm đủ mọi cách, nhưng chẳng cách nào thành công. Bà phát khóc, nhưng Pierre vẫn cứ không ăn. Đêm Noel đem tới cho Pierre vô số những chú hề, ngựa và lính. Và sáng hôm sau, trước lò sưởi, bà mẹ mặc áo khoác, tay buông thõng, nhìn một cách nghi kỵ tất cả những bộ mặt nhăn nhó của những đồ chơi ấy. Cái đó lại sắp kích thích nó nữa. Bà tự nhủ, có nhiều thứ quá. Và nhẹ nhàng, sợ làm Pierre thức dậy, bà ôm trong cánh tay chú hề mà bà thấy có vẻ dữ tợn. Những chú lính mà bà sợ, nghĩ rằng chúng rất có thể sau này lôi kéo con trai bà vào những trận mạc. Bà cầm cả chính con ngựa đỏ, và bà đi nhón gót chân, cất tất cả những đồ chơi ấy vào trong tủ của mình. Chỉ còn để lại trong lò sưởi một cái hộp gỗ trắng, quà tặng của một người đáng thương, một chuồng cừu 39 xu. Bà lại gần chiếc giường nhỏ và nhìn con trai đang ngủ. Bà là đàn bà, và cái vẻ hơi gian dối của việc tốt bà vừa làm khiến bà mỉm cười. Nhưng trông thấy những mi mắt xanh xao của chú bé, bà lại nghĩ, thằng bé này không làm cho nó ăn được thì thật sợ quá. Vừa mặc áo xong, chú bé Pierre đã mở ngay cái hộp và trông thấy những cừu, bò cái, ngựa, cây cối, những cây xoan. Nói cho đúng, đó là một trang trại hơn là một chuồng cừu. Chú bé trông thấy ông chủ trại và bà chủ trại. Ông chủ mang một cái hái và bà chủ một cái cào. Họ ra đồng làm cỏ, nhưng họ không có vẻ bước đi. Bà chủ trại đội mũ rơm và mặc áo đỏ. Pierre hôn bà ta và bà làm cho má chú bị nhem nhuốc. Chú trông thấy cái nhà. Nó bé quá và thấp quá, đến nỗi bà chủ trại sẽ không thể đứng trong ấy được. Nhưng bà ấy có một cái cửa, và vì thế Pierre mới nhận ra đó là một cái nhà. Làm thế nào những hình vẽ sơn màu ấy đã được phản ánh vào đôi mắt man dợ và tươi tắn của một đứa bé con? Người ta không biết, nhưng thật là một phép ảo thuật. Nó nắm chắc những vật ấy trong đôi tay nhỏ bé, làm cho tay bị dính bẩn. Nó dựng chúng lên bàn con, rồi gọi tên từng cái với giọng thiết tha. Đa đa, tu tu, mu mu. Vừa nhấc lên một cái cây xanh kỳ dị, thân cây nhẵn và thẳng, cành lá bằng vỏ bào, làm thành hình nón.
Nó kêu lên, một cây thông. Đối với mẹ nó, đó là một thứ phát hiện. Có lẽ chẳng bao giờ bà tìm ra điều ấy. Vậy mà một cây xanh, hình nón, trên một thân thẳng thì chắc chắn là một cây thông. Nhưng phải là Pierre bảo cho, bà mới biết. Bà nói, thiên thần của mẹ. Và bà ôm hôn nó rất mạnh, khiến cái chuồng cừu bị trúc đổ đến 3/4. Trong khi ấy, Pierre phát hiện ra những cây của cái hộp giống với những cây nó đã trông thấy ở xa kia, trong núi, ngoài trời khoáng đãng. Nó còn nhìn thấy những cái khác mà mẹ nó không nhìn thấy. Tất cả những mảnh gỗ nhỏ bôi màu này gợi lên ở nó những hình ảnh cảm động. Do chúng, nó sống lại trong thiên nhiên ở vùng núi Alper. Một lần nữa, nó lại ở cái xứ Thụy Sĩ nọ đã nuôi dưỡng nó trở nên béo tốt. Thế là ý nghĩ nọ liên hệ với ý nghĩ kia. Nó nghĩ đến ăn và bảo, con muốn ăn sữa và bánh mì. Nó ăn và uống, sự thèm ăn lại nổi dậy. Nó ăn bữa tối như nó đã ăn bữa sáng. Hôm sau, nó lại thèm ăn khi nhìn lại cái chuồng cừu. Cho hay trí tưởng tượng có tác dụng như thế đó. 15 hôm sau, nó thành một thằng bé béo tốt. Mẹ nó rất mừng rỡ, bà nói, hãy xem kìa, má nó phính ra, một thằng bé 13 xu chính cống. Đó là cái chuồng cừu của cái ông ích đáng thương nọ đã làm nên chuyện ấy. VTC nào. Phần 3, chương 19, Jesse. Ở London, dưới thời Elizabeth, có một nhà bác học tên là Bock, rất nổi tiếng dưới cái tên Bockguys vì một chuyên luận nhan đề những sai lầm của con người mà không ai biết đến. Bockguys biên soạn chuyên luận ấy trong 25 năm mà chưa cho in một trang nào. Nhưng bản thảo của ông chép lại rõ ràng và xếp trên những tấm ván nhỏ trong khung cửa sổ, gồm không kém 10 tập khổ giấy đôi. Tập thứ nhất luận về cái sai lầm sinh ra ở đời, nguyên lý của tất cả những sai lầm khác. Ở các tập sau, người ta thấy những sai lầm của trẻ em trai và gái, của thanh thiếu niên, của người đứng tuổi và người già, và những sai lầm của những người thuộc mọi nghề nghiệp, như các chính khách, nhà buôn, binh lính, người nấu bếp, người làm báo, vân vân. Những tập cuối chưa hoàn chỉnh gồm những sai lầm của chính thể Cộng hòa, kết quả của tất cả những sai lầm cá nhân và nghề nghiệp. Và trong cái tác phẩm đẹp đẽ ấy, các ý kiến liên hệ với nhau chặt chẽ hết sức. Người ta không thể rút bỏ một trang mà không làm hỏng cả tác phẩm. Các luận chứng được rút ra từ điều nọ qua điều kia, thành ra có thể nói chắc chắn rằng luận chứng cuối cùng nêu lên bản chất của cuộc sống là xấu xa. Và nếu cuộc sống là một số lượng, thì người ta có thể khẳng định với một sự chính xác toán học rằng trên trái đất này có bao nhiêu cuộc sống thì có bấy nhiêu sự xấu xa. Bogai đã không mắc phải cái sai lầm lấy vợ. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ của ông với một bà quản gia già tên là Kat, nghĩa là Catherine, mà ông gọi là Clodentina vì bà quê ở Southampton. Người em gái của nhà triết học đầu óc kém cao siêu hơn ông anh đã từ sai lầm này đến sai lầm khác, yêu một người buôn dạ của đô thành, lấy nhà buôn ấy và đẻ ra một em gái nhỏ đặt tên là Jesky. Cái sai lầm cuối cùng của người đàn bà này đã chết 10 năm sau và đã gây ra cái chết của người chồng buôn dạ, vì ông này không thể sống sau khi vợ chết. Bogai đưa cháu bé mồ côi về nhà nuôi, phần vì thương tình, phần vì hy vọng rằng nó sẽ cung cấp cho ông một bản mẫu tốt về những sai lầm của trẻ em. Bấy giờ, em lên 6 tuổi. Trong 8 hôm đầu ở nhà ông bác học, em cứ khóc và không nói gì hết. Sang ngày thứ 9, em nói với ông Bốc,
Cháu vừa thấy mẹ cháu, mẹ mặc toàn đồ trắng, mẹ có những bông hoa trong một nếp áo dài. Mẹ đã rắc hoa trên giường của cháu, nhưng sáng nay cháu không còn thấy những bông hoa ấy nữa. Cậu ơi, cậu đưa cho cháu những bông hoa của mẹ cháu. Bob ghi cái sai lầm ấy, nhưng trong một lời bình luận, ông nhận thấy rằng đó là một sai lầm vô tội, và kể cũng dễ thương. Sau đó ít lâu, Jesse lại nói với ông Bob: "Cậu Bob ơi, cậu già rồi, cậu lại xấu xí, nhưng cháu yêu cậu lắm, và cậu phải yêu cháu cơ." Bob cầm lấy bút, nhưng sau vài phút suy nghĩ căng thẳng, ông nhận ra rằng ông không còn trẻ lắm nữa, và ông chưa từng bao giờ là một người đẹp trai. Ông không ghi lời nói của em bé, ông chỉ nói: "Tại sao lại phải yêu cháu, Jesse?" "Bởi vì cháu còn bé." "Có thực?" Bob tự hỏi. "Có thực là phải yêu các trẻ nhỏ không?" "Có thể như thế, vì thực ra chúng rất cần được người ta yêu. Do đó sẽ có thể tha thứ cho cái sai lầm chung của các bà mẹ đem cho con mình cả sữa lẫn tình yêu. Đây là một chương trong chuyên luận của ta cần phải viết lại." Sáng ngày lễ sinh nhật của ông, nhà bác học bước vào căn phòng để sách và giấy tờ mà ông gọi là nhà sách của mình. Ông thấy một mùi thơm và nhìn thấy một bình hoa cẩm chướng trên thành cửa sổ. Đó là ba bông hoa, nhưng ba bông hoa đỏ thắm mà ánh sáng mơn trớn một cách vui vẻ. Và mọi vật như tươi cười trong căn phòng bác học. Cái ghế bành cũ bọc đệm, cái bàn gỗ hồng đào, những gáy sách cổ kính cũng tươi cười trong màu da bê màu hung, da giấy thuộc và da lợn. Bộ gai khô héo như chúng cũng bắt đầu mỉm cười như chúng. Jesse vừa ôm hôn ông vừa nói: "Cậu Bốc ơi, cậu trông, đây là trời này." Và qua những cửa kính lát chì, em chỉ màu xanh dịu nhẹ của không khí. "Rồi thấp hơn là đất này, đất nở hoa." Và em chỉ bình cẩm chướng. "Rồi ở dưới nữa là những quyển sách đen to tướng, đó là địa ngục." Những quyển sách đen to tướng ấy đúng là 10 tập của Thiên Chuyên Luận, những sai lầm của con người xếp nơi cửa sổ, trong khung cửa. Cái sai lầm ấy của Jesse nhắc nhà bác học nhớ đến tác phẩm của mình, mà ít lâu nay ông sao lãng để đi chơi với cô cháu gái trong các phố và các vườn hoa. Cô bé phát hiện ra ngàn điều hay, và đồng thời cũng làm cho Burgay phát hiện những điều đó, vì suốt đời ông chưa hề ló mũi ra ngoài. Ông mở lại những bản viết tay của ông, nhưng ông không nhận ra mình trong tác phẩm của ông nữa. Ở trong đó chẳng có hoa, mà cũng chẳng có Jesse. May thay, triết học đến cứu giúp ông bằng cách gợi cho ông ý nghĩ cao siêu này là Jesse chẳng được cái tích sự gì. Ông càng bám chặt vào chân lý ấy vì nó cần thiết cho kết cấu tác phẩm của ông. Một hôm, ông đang nghiền ngẫm về vấn đề ấy thì thấy Jesse trong nhà sách đang sâu chỉ và kim trước cửa sổ để hoa cẩm chướng. Ông hỏi em muốn khâu cái gì. Jesse trả lời: "Vậy cậu Bốc ơi, cậu không biết rằng chim én đã bay đi rồi." Bồ gài chẳng biết gì hết, vì điều đó chẳng có trong sách của Pliner, cũng chẳng có trong Avicenna. Jesse nói tiếp: "Chính Cát hôm qua đã bảo cháu." "Cát?" Bồ gài kêu lên. Con bé này muốn nói đến bà Clodentina đáng kính. "Cát hôm qua đã bảo cháu, chim én năm nay bay đi sớm hơn thường lệ. Điều đó báo trước mùa đông sẽ đến sớm và sẽ rét rất dữ." "Đấy, Cát đã bảo cháu thế. Với lại cháu đã thấy mẹ mặc áo dài trắng, tóc sáng lung linh. Chỉ có điều mẹ không có hoa như lần trước. Mẹ đã bảo cháu: Jesse ạ, con phải lôi ở trong hòm ra cái áo choàng rộng lót lông của cậu Bốc và vá lại nếu nó không còn lành lặn." Cháu tỉnh giấc và vừa trở dậy là cháu lôi ngay cái áo choàng rộng ra khỏi hòm. Và vì nó đã bục ở nhiều chỗ nên cháu đi khâu lại nó đây.
Mùa đông đến và rét như chim én đã dự báo. Bogai khoác áo choàng để chân trước lửa, tìm cách vá víu vải chương trong chuyên luận của ông. Song cứ mỗi lần ông dung hòa được những kinh nghiệm mới của ông với thuyết điều xấu phổ biến, thì Jesse lại làm dối các ý nghĩ của ông bằng cách đem đến cho ông một bình rượu bia ngon hoặc chỉ bằng đôi mắt và nụ cười của em. Khi mùa hè trở lại, hai cậu cháu thường đi dạo chơi trên các cánh đồng. Jesse mang về những cây cỏ mà người cậu nói tên cho cháu biết. Và tối đến, cô bé xếp loại theo thuộc tính từng cây. Trong các cuộc đi chơi ấy, cô bé tỏ ra có một trí óc đúng đắn và một tâm hồn đáng yêu. Rồi một buổi tối, khi em bày trên bàn những cây cỏ hái được ban ngày, em nói với Bogai: "Cậu Bốc ơi, bây giờ cháu biết tên tất cả những cây mà cậu đã chỉ cho cháu. Đây là cây chữa khỏi bệnh và đây là những cây an ủi người ta. Cháu muốn giữ những cây này để mãi mãi nhận ra chúng và làm cho người khác cũng biết chúng. Cháu cần có một quyển sách dày để ướp khô những cây ấy." "Cháu lấy quyển này này," Bốc nói. Và ông chỉ cho cô bé tập thứ nhất của chuyên luận những sai lầm của con người. Khi tập sách đã có một cây ở mỗi tờ, người ta lấy tập tiếp theo. Và trong ba mùa hè, kiệt tác của nhà bác học đã hoàn toàn biến thành một bộ bách thảo. VTC Now. Phần 3, chương 20. Gửi bà D. Paris ngày 15 tháng Chạp năm 1808X. Ngày đầu năm mới sắp đến, ngày ấy là ngày của những tặng vật và những lời chúc tụng, nên trẻ em được phần ưu đãi nhất. Và đó là điều tự nhiên, trẻ em rất được người ta yêu thương. Và chăng trẻ em có điều đáng yêu là chúng nghèo. Ngay cả những em sinh ra trong cảnh xa hoa cũng chỉ có được cái gì người ta cho chúng. Sau hết, chúng không trả lại, cho nên ai cũng thích tặng quà cho chúng. Không gì thú vị bằng chọn đồ chơi và sách thích hợp với trẻ em. Một ngày nào đây, tôi sẽ viết một tiểu luận triết lý về các đồ chơi. Đó là một đề tài hấp dẫn, nhưng tôi không dám đề cập tới mà không có một sự chuẩn bị lâu dài và chu đáo. Hôm nay, tôi chỉ xin nói về những sách giải trí cho trẻ em. Và vì bà đã có nhã ý mời tôi phát biểu, tôi sẽ xin trình bày vài ý nghĩ về vấn đề ấy. Trước hết, một câu hỏi được đặt ra: có nên ưu tiên cho trẻ em xem những sách viết riêng cho chúng không? Kinh nghiệm đủ trả lời câu hỏi đó. Thực đáng chú ý là trẻ em thường tỏ ra rất chán ghét đọc những quyển sách viết cho chúng. Sự chán ghét ấy cũng dễ hiểu thôi. Ngay từ những trang đầu, chúng đã cảm thấy các tác giả cố gắng đi vào lĩnh vực của chúng, trong khi đáng lẽ đưa chúng vào lĩnh vực của mình. Vì vậy, chúng sẽ không thấy, dưới sự hướng dẫn của các tác giả, cái mới, cái lạ mà tâm hồn người ta khao khát ở bất cứ lứa tuổi nào. Lũ trẻ nhỏ đó đã bị ám ảnh vì tính hiếu kỳ, cũng là tính của những nhà bác học và của những nhà thơ. Chúng muốn người ta phát hiện cho chúng thấy vũ trụ, cái vũ trụ huyền bí. Tác giả nào đưa chúng trở lại với bản thân chúng và giữ chúng trong sự chiêm ngưỡng trò con nít của chúng thì làm chúng chán ngấy. Vậy mà, thật không may, người ta lại miệt mài làm cái việc đó. Khi người ta sáng tác, như người ta nói, cho tuổi thơ, người ta muốn làm cho mình giống trẻ nhỏ. Người ta trở thành trẻ nhỏ mà không có cái ngây thơ trong trắng và đáng yêu của trẻ nhỏ. Tôi còn nhớ một quyển sách nhan đề Trường Trung học bị cháy mà người ta đã cho tôi với dụng ý rất tốt. Bấy giờ tôi lên 7 và tôi đã hiểu đó là một sự ngớ ngẩn. Nếu như cho tôi một quyển Trường Trung học bị cháy khác nữa thì sẽ có thể làm cho tôi đến chán ngấy sách, mà tôi lại rất mê sách. Nhưng có thể bà sẽ bảo
cần phải viết cho hợp với trình độ nhận thức của trẻ em. Hẳn thế, nhưng người ta sẽ không đạt ý muốn đó bằng cách thường dùng là giả bộ ngớ ngẩn, lấy một giọng ngây ngô, nói một cách vô duyên những điều không sức mạnh. Cuối cùng là tự tước bỏ những gì trong một trí tuệ trưởng thành làm cho người ta say mê và thuyết phục được người ta. Để được tuổi thơ hiểu thì không gì bằng một thiên tài lớn. Những tác phẩm được các trẻ em trai và gái thích nhất là những tác phẩm cao cả, đầy những sáng tạo lớn. Trong đó các phần được xếp đặt hài hòa, hình thành một tổng thể sáng sủa và được viết với một bút pháp mạnh mẽ và đầy ý nghĩa. Tôi đã nhiều lần cho những trẻ em rất nhỏ đọc vài khúc ca của Odyssey trong một bản dịch tốt. Các em đó đã nghe rất say sưa. Cuốn Don Quixote nếu cắt xén nhiều đoạn thì sẽ là sách đọc thích thú nhất cho những tâm hồn 12 tuổi. Về phần tôi, ngay từ khi biết đọc, tôi đã đọc cuốn sách hào hiệp của Cervantes và đã hết sức yêu nó và hiểu nó. Cho nên nhờ nó mà tôi có được phần lớn cái tính vui vẻ tôi còn có hiện giờ trong tâm trí. Chính Robinson Crusoe là sách cổ điển cho tuổi thơ từ một thế kỷ nay, đã được viết trong thời đại đó cho những người lớn nghiêm trang, cho các nhà buôn của đô thành London và cho các thủy thủ của anh hoàng. Tác giả đã để vào đấy tất cả nghệ thuật của mình, tất cả sự thẳng thắn của trí tuệ, sự hiểu biết rộng rãi, sự lịch duyệt của mình. Và tất cả những cái đó là điều cần thiết để làm vui cho các học sinh. Những kiệt tác tôi kể đó đều chứa đựng một tấn kịch và những nhân vật. Quyển sách hay nhất đời chẳng có ý nghĩa gì đối với một đứa trẻ nếu những ý tưởng trong đó đều diễn đạt một cách trừu tượng. Khả năng trừu tượng hóa và lĩnh hội những điều trừu tượng phát triển chậm và rất không đồng đều ở con người ta. Ông giáo dạy chúng tôi ở lớp đệ lục. Tôi nói đây không phải là có ý trách ông. Đã chẳng là một ông Roland, cũng không phải là một ông Lơ Mông, đã khuyên chúng tôi nên đọc cuốn Tuần Chay của Massillon trong dịp nghỉ hè để giải trí. Ông giáo đã bảo chúng tôi thế để chúng tôi tin rằng chính ông đã tự giải trí với cuốn sách đó và để làm cho chúng tôi ngạc nhiên. Một đứa trẻ mà cuốn Tuần Chay làm cho thích thú được hẳn phải là một quái vật. Và chăng tôi tin rằng không có lứa tuổi nào thích đọc những cuốn sách như thế. Khi bạn viết cho trẻ em, bạn đừng tạo ra một phong cách đặc biệt. Bạn suy nghĩ thật kỹ, viết thật hay, sao cho trong chuyện kể của bạn mọi cái đều thật sống, mọi cái đều lớn lao, khoáng đạt, mạnh mẽ. Đó là cái bí quyết duy nhất để làm vừa lòng người đọc. Tôi nói chừng ấy có lẽ cũng đủ rồi nếu từ 20 năm nay ở nước Pháp. Và tôi nghĩ ở cả toàn thế giới, người ta không nảy ra ý kiến chỉ nên cho trẻ em đọc những sách khoa học thôi, vì sợ thi ca làm hư hỏng tâm trí trẻ em. Quan niệm này đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người đến nỗi ngày nay khi người ta in lại Perron là chỉ để cho các nhà nghệ sĩ và những người chơi sách. Bạn xem, chẳng hạn những sách truyện của nhà xuất bản Perron và Lemaire, những sách ấy đều đi vào tủ sách của những người ham chơi sách quý và được đóng toàn bìa bằng da với gáy chữ mạ vàng. Trái lại, những bản mục lục sách có tranh ảnh để làm quà cho trẻ em thường trình bày để quyến rũ mắt nhìn. Những con cua, những con nhện, những tổ sâu, những máy chạy bằng hơi. Thật là ngán cho thân phận làm trẻ con. Mỗi cuối năm, những sách phổ biến khoa học, nhiều vô kể như những ngọn sóng của đại dương, tràn ngập và chìm đắm chúng ta và cả gia đình chúng ta. Chúng ta bị tối tăm mặt mũi, chết ngập ở trong đó. Còn đâu những hình thức đẹp, còn đâu những tư tưởng cao thượng. Không còn nghệ thuật, không còn thẩm mỹ, không còn gì là con người nữa. Chỉ là những phản ứng hóa học và những trạng thái sinh lý học. Hôm qua, người ta đã đưa cho tôi xem cuốn sơ thảo về những kỳ tích của ngành công nghiệp. Trong 10 năm nữa, tất cả chúng ta sẽ là những người thợ điện. Ông Louis Fizier, tuy là một người trung hậu, vẫn không giữ được tính điềm nhiên bình thường của ông. Chỉ vì nghĩ rằng những trẻ em trai và gái nước Pháp
còn có thể được biết chuyện ra lừa. Ông đã viết một bài tựa để khuyên các bậc cha mẹ đừng cho con cái đọc những chuyện của Peron và nên thay bằng những sách của bác sĩ Ludovic Fiquis là bạn của ông ta. Này cô Janne, cô gấp quyển sách lại, để lại đấy cho tôi nhờ. Chuyện con chim xanh và thời gian mà cô ấy rất yêu thích và cô đã khóc vì nó. Cô hãy đọc mau cách đánh mê bằng ete đi. Lên 7 tuổi rồi mà cô chưa có một ý niệm gì về sức mạnh gây mê của chất protoxit azote thì thật là đẹp lắm đấy. Ông Louis Figre đã khám phá ra rằng các nàng tiên là những nhân vật tưởng tượng. Vì vậy, ông không thể chịu được cho người ta nói chuyện các nàng tiên với trẻ con. Ông nói với chúng về phân của chim biển. Nó chẳng có gì là tưởng tượng cả. Thế thì ông bác sĩ ạ, các nàng tiên có thực, chính vì họ là những nhân vật tưởng tượng. Họ tồn tại trong những trí tưởng tượng thơ ngây và tươi mát, sẵn sàng đón lấy một cách tự nhiên cái chất thơ mãi mãi trẻ trung của những truyền thuyết dân gian. Một quyển sách nhỏ bé nhất mà gợi lên một ý nên thơ, gây được một tình cảm đẹp, làm rung động được tâm hồn, thì đối với tuổi thơ và tuổi thanh niên có giá trị gấp vạn lần tất cả các sách của các ngài nhồi đầy những khái niệm cơ học. Phải có những chuyện cho trẻ con và người lớn, những chuyện hay bằng thơ hoặc văn xuôi, những quyển sách làm cho ta cười hoặc khóc và đưa ta vào cõi say sưa. Tôi rất hài lòng nhận được ngay hôm nay một quyển sách tên là Thế giới kỳ diệu, chừng gồm 12 chuyện thần tiên. Ông De Lequire, một người thông thái và đáng mến, đã tập hợp những chuyện ấy. Trong bài tựa, ông đã chứng minh rằng những chuyện thần tiên đáp ứng nhu cầu vĩnh cửu nào của tâm hồn. Ông nói: nhu cầu quên trái đất, quên thực tại, những thất vọng, những giày vò quá gay gắt cho những tâm hồn kiêu hãnh, những va chạm tàn bạo, quá đau đớn cho những trái tim đa cảm, là một nhu cầu phổ biến. Sự mơ mộng hơn cả cái cười, phân biệt con người với loài vật và khẳng định tính ưu việt của con người. Đã thế thì cái nhu cầu mơ mộng ấy, trẻ em cũng có. Trẻ em cảm thấy trí tưởng tượng của nó hoạt động. Và chính vì thế, nó thích những chuyện hoang đường. Những người viết chuyện tái tạo thế giới theo cách của họ và họ giúp những kẻ yếu, những người bình dị, trẻ em có cơ hội tái tạo thế giới theo ý muốn của mình. Cho nên họ có cái ảnh hưởng rất đáng mến. Họ giúp cho người ta tưởng tượng, cảm biết và yêu thương. Và bạn đừng sợ họ lừa dối trẻ em trong khi gieo vào tâm trí trẻ em những người lùn hoặc những bà tiên. Trẻ em thừa biết rằng đời thực không có những hiện hình dễ yêu như thế. Chính cái khoa học mua vui của bạn lừa dối trẻ em. Chính cái khoa học ấy gieo rắc những sai lầm khó sửa chữa. Các em trai nhỏ chẳng chút nghi ngờ tin vào ông Wegener, tưởng tượng ra rằng người ta dùng một viên đạn để lên mặt trăng và một cơ chế có thể vô hại thoát khỏi những quy luật của trọng lực. Những biếm họa ấy của khoa học cao quý các khoảng không vũ trụ, của khoa thiên văn cổ kính đều là phi lý và không đẹp chút nào. Trẻ em rút ra được lợi ích gì từ một nền khoa học không có phương pháp, từ một nền văn học thực tiễn, giả hiệu, không có chút ý nghĩa đối với lý trí và tình cảm của con người? Cần phải về với những chuyện hoang đường đẹp đẽ, với thơ ca của các nhà thơ và các dân tộc, với tất cả cái gì đem cho ta những dung cảm của cái đẹp. Hỡi ơi, xã hội chúng ta dạy những nhà bào chế sợ tưởng tượng và họ rất lầm. Chính trí tưởng tượng với những ảo mộng của nó gieo rắc mọi cái đẹp và mọi cái tốt trên cõi đời. Người ta lớn lên là nhờ nó. Hỡi các bà mẹ, các bà đừng sợ nó làm hại con cái các bà. Trái lại, nó sẽ ngăn giữ cho chúng khỏi mắc những tội lỗi tầm thường và những sai lầm dễ dãi. VTC Now.